Among nghề đặc biệt cần phải được đào tạo, tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Hôm nay tôi sẽ phân tích cái khái niệm đầu tiên, thế nào gọi là đặc biệt, còn có đãi ngộ, có sử dụng đặc biệt hay không thì các bạn sẽ tự hiểu. Thế thì nghĩ làm nghề đặc biệt vì những lý do như thế này. Lý do thứ nhất, không có một nghề nào mà lại tác động vào mọi người trong toàn bộ xã hội. Chúng ta đang nghĩ là nghề giáo dục là nghề thầy, không ạ? Đúng, là đối tượng phục vụ của người thầy rất là đông. Nhưng mà cũng chỉ những người nào đi học thôi, người ta không học thì cũng không phải là đối tượng phục vụ. Thế nghề y là tất cả những người từ địa vị cao nhất trong xã hội cho đến người bình thường nhất, không ai dám nói rằng cả cuộc đời của tôi không cần đến người thầy thuốc. Và với mỗi một con người thì nghề y tác động vào mọi giai đoạn, kể từ khi phôi thai hình thành trong bụng mẹ, đúng không? Thì chúng ta đã phải chăm sóc rồi. Cho nên khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời thì lúc đấy có thể nói với tất cả các quý vị rằng người mà đứa trẻ chào đầu tiên và gặp gỡ trên trái đất này chưa hẳn đã là bố, cũng không hẳn đã là người thân, mà là người thầy thuốc, người hộ sinh, đúng không? Thế rồi đứa trẻ ra đời và lớn lên, trưởng thành, rồi già đi, tất cả quãng đời đó, kể cả lúc khỏe đến lúc ốm, vẫn cần có sự tư vấn hoặc là khám chữa bệnh của người thầy thuốc. Cho đến khi chút hơi thở cuối cùng thì phần lớn cái người mà cái người bệnh đã từ giã cái cõi đời này thì sao một cái thế giới khác, phần lớn cũng lại là người thầy thuốc, hoặc là người bác sĩ, hoặc là người điều dưỡng. Và như vậy, đây là cái nghề mà không có nghề nào giống như thế. Đấy là cái tính đặc biệt thứ hai. Tính đặc biệt thứ ba là người, cái đối tượng mà nghề y phục vụ chính lại là người bệnh, là cái người mà tâm lý thay đổi khủng hoảng, và sa sút và khủng hoảng là tâm lý. Họ lại sa sút cả về mặt kinh tế, và là những người ít hiểu biết về bệnh, phần lớn là ít hiểu biết về bệnh tật của mình, cho nên họ sẵn sàng phó thác tính mạng của mình cho người. Và vì thế cho nên cái quyền lực của người thầy thuốc rất là cao. Người thầy thuốc cũng lại là cái người mà nắm giữ mọi bí mật riêng tư của người bệnh, kể cả những bí mật riêng tư nhất, không ạ? Và bí mật về bệnh tật mà nhiều khi người ta không thổ lộ với chồng, không thổ lộ với vợ, không thổ lộ với người thân, nhưng người ta sẵn sàng thổ lộ với người bệnh. Như vậy là vì niềm tin của họ đối với người thầy thuốc rất cao. Chính vì hai cái lý do này cho nên quyền lực của người thầy thuốc rất lớn. Không có quyền lực nào lớn như quyền lực của người thầy thuốc. Thế thì một người thầy thuốc thiếu lao lực, đúng không ạ? Chắc chắn đã lợi dụng, lạm dụng quyền lực này vì lợi ích riêng tư cá nhân. Người thầy thuốc là cái người chữa bệnh cho người bệnh, nhưng mà dễ lây bệnh cho người bệnh. Và có những cái bệnh mà lịch sử y học đã nói là bệnh do người thầy thuốc gây ra. Nhiều khi cái bệnh đó mà nếu như với cái người bệnh này mà chúng ta nói hết, đúng không ạ? Chúng ta có thể nói người nhà, nhưng nói hết cho người bệnh thì gây một cái khủng hoảng về tâm lý, và đấy là một cái cản trở trong quá trình điều trị. Nhưng hiện nay có thể nói cái việc giữ bí mật của người bệnh của chúng ta còn rất nhiều sai sót. Đặc biệt tôi cũng xin nói thật là đối tượng người bệnh, nhiều khi là trên hành lang chúng ta nói chuyện với nhau thì chúng ta đã làm lộ bí mật bệnh tật của người bệnh. Nghề y cũng là cái nghề rất khó kiểm soát về mặt chuyên môn, là không có một mẫu hình tốt duy nhất. Và chỉ có những người mà trong cái chuyên khoa sâu mới biết là cái ứng xử và cái cách giải quyết như vậy đúng hay là chưa. Nói như vậy thì có thể quý vị hỏi, vậy thì lấy gì làm chuẩn mực để nói rằng người này ra quyết định đúng hay là không đúng? Cái tiêu chuẩn để có thể nói rằng quyết định cái đúng hay không đúng là dựa trên lợi ích của người bệnh. Đây cũng chính là một cái khó khăn hiện nay của chúng ta. Hiện nay cộng đồng chưa hiểu lắm về cái nghề y, cho nên nhiều khi có một cái sự cố nào đó chưa hẳn đã là vì do thầy thuốc gây nên, nhưng lập tức có những cái trào lưu, có những cái làn sóng phản ứng rất là mạnh và gây ảnh hưởng đến tâm lý. Cho nên là cái việc mà cái người thầy thuốc xả thân và hoàn toàn tận tâm để cứu chữa dù có là còn lại